thích đi chơi rồi ông bà cô chú ơi. Wow, cây này đẹp. Những em đẹp hơn. Trời ơi, định em quá vậy. Ủa đi, có chó sói là em chạy đó nha. Có chó sói với cáo không vậy? Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay cả gia đình mình cùng nhau đi công viên Hyde Park ở thành phố Toronto để cùng nhau ngắm hoa anh đào. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Mình lại đi chơi với ba mẹ của mình rồi anh ơi. Cô đạp cái chân kìa. Đạp cái chân kìa. Hello, baby ơi. Đây thì các bạn thấy nè, đây là con đường cao tốc Highway ha, ở Canada, ở thành phố Toronto. Thì các bạn thấy là xung quanh toàn là những tòa nhà chọc trời không mà mọi người. Còn bên đây là sân vận động nè. Đó, thì Toronto nổi tiếng là toàn là những tòa nhà cao ốc như thế này. Bởi vì như Phương đã chia sẻ những clip trước rồi, thì ở Toronto đất chật mà người đông, mà tính ra Canada thì cũng không phải là chật gì bởi vì diện tích lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng mà thành phố muốn quy hoạch những cái khu vực xanh nhiều hơn là tòa nhà, nên là các bạn thấy là chính phủ rất hạn chế xây nhà, nên thường thường người ta sẽ xây những cái tòa nhà cao ốc như thế này và mọi người sẽ sống ở trên rất là cao luôn. Ví dụ như là bây giờ gia đình Phương nè, ví dụ cái nhà mà Phương mà Dylan và Baron đang ở thì là ở tầng thứ 26 các bạn. Đó. Thì các bạn thấy là tầng thứ 26 là cũng còn thấp đó nha. Có nhiều tòa nhà lên tới tầng thứ 42, 43 luôn đó mọi người. Thì bây giờ tụi mình mới đậu xe nè ha. Thì các bạn thấy là cái khu phố mà đối diện cái công viên Hyde Park rất là đẹp luôn. Hồi xưa khi mà mới dọn sang Canada nè, thì tụi mình ở khu vực Hyde Park này nè, ở rất gần khu vực Hyde Park. Và từ hồi mùa xuân năm ngoái thì tụi mình mới dọn nhà ra downtown. Thì ra downtown ở thì trung tâm thành phố thì rất là tiện lợi mọi người. Nhưng mà có điều người rất là đông, đi đâu cũng phải xếp hàng hết. Nên là bây giờ tụi mình cũng bắt đầu chán cái downtown rồi. Các bạn thấy ở đây ha, những cái ngôi nhà rất là xinh luôn nè. Đó. Rồi bên chào kia mình. Chào mọi người. Bên kia có cái cây hoa ngọc lan rất là đẹp luôn. To là to mà đẹp nữa. Các bạn thấy khu vực này rất là yên tĩnh ha, cây cối um tùm luôn. Bởi vì kế công viên nè. Cái này đẹp. Cái đó đẹp nhưng mà nó rụng hoa hết rồi. Đây cũng là một trong những khu nhà đẹp của Canada nè mọi người. Nhà ở đây rất là mắc luôn. Ở Canada mà nhà nào mà càng gần công viên là càng mắc đúng không Dylan? Nặng lắm. Nặng lắm. Mấy triệu đô luôn á. Vừa mắc vừa cũ. Vừa mắc vừa cũ. Vừa có ma nữa. Mấy bạn nhìn mấy nhà đẹp đẹp vậy chứ có ma đó mọi người. Bởi vì các bạn tưởng tượng đi, ví dụ hai tụi mình á thích ở condo thì condo nó mới hoàn toàn luôn, xây mới 1-2 năm thôi. Còn những cái nhà này làm nhìn vậy á, tại người ta sửa lại chứ thật ra là cả trên 100 năm rồi, nên là ma cũng nhiều. Có trái gì cả đây lên nè mọi người, thấy phía trước nè, hoa anh đào nè, đỏ rực luôn, đẹp ơi là đẹp. I just walk on the grass because inside is too many people inside, right? Đẹp quá nè mọi người. Wow, đẹp ghê luôn. Họ bị chói nắng rồi, rất là bị chói nắng rồi đây là. Oh. Đây, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đây. Wow.
vàng trên cỏ xanh nha. Hết, mọi người thấy xung quanh khu vực Hyde Park này rất là xanh, sạch đẹp nè. Tới đây thì Phương bỏ khẩu trang ra bởi vì có ít người. Ryan ơi! Ryan! Trời ơi, anh Dylan té rồi nha, té Ryan. Thôi, rồi nhanh đi, lỡ rồi. Trời ơi, cho Ryan leo núi luôn, bó tay bà rồi, coi chừng té. Ghê quá bà ơi. Trời ơi. Rồi bây giờ sao mẹ đi xuống đây? Bây giờ sao mẹ đi xuống? Anh đã lên này dốc quá. Maybe I just run down. Bà già phải có anh đến lên dắt mới xuống được. Cảm ơn. And then we go up there. Okay. Can we? Yeah. Trời ơi. Ba cho con leo đồi leo núi vậy đó hả ba? Bó tay anh đến lên luôn. Đó, các bạn thấy nè. Không khí rất là trong lành, rất là tự nhiên. Coi chừng té đó nha. Bó tay cho con nhỏ leo đồi leo. Trời ơi. Chụp tấm hình rừng cây không? Trời ơi, cho con nhỏ leo đồi kìa. Oh, nice. Trời ơi, hy sinh vì nghệ thuật quá. Tại vì phía ngoài thì xe đông quá, tụi mình muốn chụp hình hoa anh đào có bên kia. Đến đây cao quá, sợ té quá, để lên ơi. Đi từ từ nha. Ghê quá. Coi chừng. Yeah, but how can we get down? Made it this way. Coi chừng té con nhỏ nha. Coi chừng té Ryan đó bà ba ơi. Are you sure? Anh đi lên này chịu chơi thiệt. Tại vì bên trong công viên người đông quá mọi người, nên là hồi nãy chạy xe. Ah, nice. Có chừng té à. Thấy đằng kia có gốc đào nên ra chụp luôn, khỏi đi vào sâu bên trong công viên. Thì mọi người thấy là công viên ở Canada thì giống như là rừng á mọi người. Đây là lá phong nè, lá phong rụng nè. Chụp tấm hình trong khu rừng ba ơi. Ba, take picture from here late. Chào Ryan ngắm cảnh nha, hít thở không khí trong lành nha. Mình ở downtown, mình ở trung tâm thành phố. Người đông quá, không có dẫn Ryan đi đâu chơi hết tới đây. Ra ngoài khu này vắng một chút. Wow, tha hồ chụp hình luôn. Không có ai hết. Ui đằng kia có con thỏ nữa kìa. Con chim kìa Ryan. Trời ơi, con chim màu đỏ kìa. Con chim màu đỏ đang nhảy đẹp ghê luôn. Nice, awesome. Wow. Đẹp quá. Để mẹ chụp cho ba với Ryan một tấm nè. Here, we can go in front of this tree. Yeah. Nice. Wow, các bạn thấy nè, hoa anh đào đẹp quá chừng luôn. Wow, đẹp quá mọi người ơi, trời ơi. Mà đứng đây bị chói nắng rồi bà ơi.
Wow, đẹp quá. Tụi hoa anh đào màu hồng đẹp ghê luôn. Hoa đẹp quá con. Wow. Hoa nè, đẹp quá Ranh ơi. Hôm nay là ngày của mẹ. Đầu tiên Phương xin chúc cho cả nhà mình, tất cả các mẹ, các cô, các dì, những ai đã làm mẹ trên toàn thế giới có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình và người thân của mình nha. Hãy là một người mẹ luôn luôn hạnh phúc nha mọi người. Còn Ran ơi, đây là ngày của mẹ đầu tiên từ khi mà mẹ sanh con ra. Hôm nay mẹ rất là vui bởi vì cả gia đình mình lần đầu tiên cùng nhau đi ra ngoài, dã ngoại và ngắm cảnh như thế này. Năm ngoái thì ba cũng có tổ chức ngày của mẹ cho mẹ, nhưng lúc đó mẹ còn mang thai con thì mẹ cũng chưa có thể cảm nhận được trọn vẹn ngày của mẹ sẽ hạnh phúc đến như thế nào. Sau này con lớn lên, con nhìn lại video này thì hy vọng rằng con sẽ thích và có một chút kỷ niệm nào đó với ba và mẹ con nha. Hôm nay mẹ rất là vui và hạnh phúc luôn. Mẹ chỉ nhìn thấy con cười và nhìn ba nhìn mẹ một cách trìu mến là mẹ đã vui rồi. Đây thật là một hạnh phúc đơn giản nhưng ấm áp của mẹ đó con à. So, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Yeah. Okay. I'm dancing with my mommy. I'm dancing with my mommy. Ran thích đi chơi rồi ông bà cô chú ơi. Hey Ryan! Hi! Hi everyone! Hi! Go, go, go! Go, go! Wow! Dancing with my daddy! Yeah. Daddy! Come in! You can pause it. Wow, cái này đẹp. Những em đẹp hơn. Trời ơi, nịnh em quá vậy. Wow, đẹp quá. Đẹp quá nè. Ngắm hoa với ba của mình hả? Đẹp quá ta. Đẹp quá con. Da 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 da. Mommy đây, mẹ đây. Ôi, hôm nay đúng là một ngày rất là thú vị luôn. Hôm nay cũng là Mother's Day, ngày của mẹ ở Canada và trên toàn thế giới. Thì Phương cũng xin chúc cho mọi người có một ngày của mẹ thật hạnh phúc và luôn luôn là những người mẹ hạnh phúc nhất trên toàn thế giới mọi người nha.
Thì lâu lắm rồi gia đình Phương mới có dịp đi ra ngoài như thế này. Bởi vì như mọi người cũng biết rồi, dịch ở Canada đã tăng đến 1,3 triệu ca rồi, nên tụi mình chỉ ở trong nhà suốt thôi. Hôm nay được dịp ha, trời đẹp và cũng không lạnh lắm. Ở Canada mà không lạnh lắm là cũng khoảng 15-16 độ đó nha mọi người. Nên là tụi mình tranh thủ đi ra ngoài. Đeo bao tay vô chưa? Ryan. Thích không? Đi chơi ba mẹ thích không? Vài tháng nữa mình đi hái cherry nè, mình đi hái pumpkin nè, mình đi hái apple với ba mẹ nha. Rồi anh ngoan ngoan nha. Còn một vài cây chưa có nở rồi mọi người. Cũng có thể là nó chết rồi, nó rụng hết hoa rồi. Rồi, bây giờ đi nào. Và lát nữa thì tụi mình sẽ tự thưởng cho hai vợ chồng mình bằng cách... Bằng cách nào? Mua hai phần cơm. Mua hai phần cơm tám. Mua hai phần cơm tám để làm gì? Ăn cơm tám. Để ăn cơm tám. Để Linh có thích ăn cơm tám không? Thích lắm. Thích lắm hả? Thích lắm. Thích cơm tám hay bún thịt nướng? Hai cái cũng thích. Hai cái cũng thích hả? Rồi đi thôi bây giờ nè. Người ta lại, người ta chụp hình quá trời kìa Đê Linh. Hồi nãy là mình chụp rồi, bây giờ mình đi về. Chứ để không đông người lắm, lây bệnh chết mọi người ơi. Thì các bạn thấy á, là bên trong công viên Hyde Park thì người rất là đông. Và không cho đậu xe luôn. Thì bên đây là cái phía bên cạnh công viên Hyde Park mọi người. Vừa từ cái highway đi vô một cái là khu vực này không ai biết là có hoa đẹp như thế này, không ai chụp hình hết. Thì tụi mình đậu xe ở bên cái neighborhood bên kia. Rồi tụi mình qua đây chụp. Rồi, tí nào. Anh Đê Linh yêu em hay là yêu Ryan? Hai người thương yêu. Thiệt không? Yêu em nhiều hơn hay là Ryan nhiều hơn? Ồ, không có nhiều. Không có nhiều hơn. Không có nhiều hơn ha, bằng nhau. Bằng nhau, xem bằng nhau. Rồi, bây giờ mẹ ra đây mẹ quay phim Ryan nha. Ryan ơi, ba với mẹ con thương ai nhiều hơn? Tụi mình cùng nhau đi vào rừng nào. Mọi người thấy công viên ở đây to không? To ơi là to luôn. Như là một cái công viên quốc gia ở Việt Nam mà giống như là rừng vậy đó mọi người. Và ở đây có chó sói nữa phải không Đê Linh? Có coyote đúng không? Có sói đồng cỏ của Mỹ nữa mọi người. Có một lần anh Đê Linh và Phương vô đây gặp một con chó sói. Mà gặp chó sói là không được chạy nha mọi người. Phải đi cẩn thận, đi từ từ. Khúc này không biết có chó sói không, ghê quá. Trong đây có chó sói, rồi có cáo nữa. Thỏ sóc là nhiều luôn nha mọi người. Lâu lâu mới được một dịp đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nó khỏe người ha, Dylan. Healthy, right? Because we can breathe. Bây giờ anh Dylan đi tìm đường bởi vì hai tụi mình chắc là đi lạc rồi mọi người ơi. Thì các bạn thấy là cái công viên nè. Đi tìm coi phải đi đúng cái lối mòn hồi nãy không. Đúng không? Đúng đường chưa? Rồi đi luôn. Trời ơi, cho Ryan đi cái đường này. Ryan là mới 11 tháng là đã đi rừng rồi nè. Trời ơi, có chó sói là em chạy đó nha. Có chó sói với cáo không vậy? Ghê quá đi. Can we? Yeah, just take us to the main road. Main road. That it'll just bring us out to the exit. Okay. Same place. It's all the same. Okay. And we park opposite the main road, right? Right. Đây, người quá chừng luôn mọi người. Và không đeo khẩu trang. Nên đây cũng là lý do tại sao mà Canada có nhiều COVID đến như vậy. Nice, do you want to film a little bit? Is that the... Is that... We can access from there? Or not? That's not our exit. Okay, just film a little bit. Wow, còn phía bên đây là hoa anh đào màu trắng đó mọi người.
Đẹp chưa? Ở đây được rồi, đừng có đi gần gần lại mấy cái người đó. Hoa anh đào màu trắng nè. Wow. Mà bên kia hoa anh đào màu hồng chụp đẹp hơn, màu trắng nó không có đẹp. Rồi thôi đi về Ryan mệt rồi. Đi tránh xa mấy người đó ra nha. Không đeo khẩu trang ghê quá đi. Yeah, I need to make sure we take the right route. I think it's up. Are you sure? I might have to ask somebody. Này quá trời người luôn, không đeo khẩu trang. Ôi mẹ ơi, ho ghê quá, chạy chạy. Ở đây ai mà ho là chạy. Bây giờ ở Canada mà đi ngoài đường mà ai mà ho với sổ mũi một cái là chạy dài dài luôn mọi người. Đó, các bạn thấy xung quanh mọi người đeo khẩu trang rất là ít luôn. Mình không hiểu sao khu vực này rất ít người đeo khẩu trang. Chứ ở downtown, khu vực trung tâm tụi mình ở là hầu như là phải đeo hết 100%. Hoa tulip thì mọi người đẹp dễ sợ luôn. Anh Đê lên nói là mặc dù người đông như thế này nhưng mà ít nhất là cảm giác được là Canada đang bình thường trở lại, không có dịch nhiều như hồi xưa nữa. Mặc dù là số ca đang tăng nhưng mà người dân như vậy thì cũng rất là lạc quan mọi người, bởi vì bây giờ mọi người bắt đầu chích vaccine rồi. Các bạn thấy nhà ở Canada đẹp ơi là đẹp luôn. Em bé kia chạy bộ, chạy đua với ba kìa. Ryan ơi, Ryan ơi, căn nhà phía trước này có hoa ngọc lan đẹp ghê luôn mọi người. Wow. Đẹp quá. Mà không biết mình quay trói nắng thì mọi người có thấy được hay không. Thì ở Canada ha, thì Phương thấy là mùa đông thì rất là lạnh, nhưng mà mùa xuân và mùa hè thì rất là đẹp luôn cả nhà, rất là thích. Mùa xuân ở đây thì tầm từ 15 đến 20 độ, mùa hè thì tầm 20, 25 độ. Còn mùa đông thì thôi khỏi nói rồi, mùa đông là âm 10 độ, 20 độ có luôn. Rồi được thêm một cái là không khí trong lành ha. Người thì ít nè. Rồi không có nhộn nhịp như những nước châu Á mà hồi xưa Phương sống, như là ở Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. Không có nhộn nhịp, cũng không nhộn nhịp như Singapore nữa. Nhưng mà được một cái là khí hậu trong lành, cây cối xanh khắp nơi. Mình từng sống ở các nước châu Á thì mình chưa thấy là cái nước châu Á nào mà cây cối xanh, xanh mướt mà nhiều như vậy, nhiều như Canada. Ngay cả ở Singapore nữa mọi người, Singapore hiện đại chứ cũng không có nhiều cây xanh như là ở Canada đâu. Yeah, hai phần công tắm của tụi mình. Rồi bây giờ để đây. Rồi sẵn tiện tụi mình nhìn thấy bên kia có cái thùng. Anh đem lên nhà Phương đang nói mà mở nhạc rồi. Thì tụi mình đem đồ qua để làm từ thiện luôn. Cái thùng quyên góp quần áo nè mọi người. Tụi mình bữa giờ đi kiếm quá chừng, bây giờ mới kiếm được. Yeah, và bây giờ tụi mình có cơm tắm để tối nay ăn rồi. Thì như hồi nãy Phương nói nè ha, cái thùng nè, cái thùng quyên góp quần áo, là giỏ sách nè, những gì mà các bạn không xài nữa thì các bạn có thể quyên góp ở đây ha. Thì tất cả khắp đường ha, thường thường cứ mỗi con đường thì sẽ có một cái thùng như vậy. Mà bữa giờ tụi mình tìm hoài những cái thùng này người ta khóa hết rồi, bởi vì mùa dịch đó mọi người. Thì bây giờ tụi mình mới, hồi nãy anh Đen lên mới bỏ vào thùng rồi. Rồi, và bây giờ tụi mình đi về nhà thôi. Yeah. Rồi, bây giờ cho cả nhà xem cơm tấm ở Canada nha. Thì tụi mình mua sườn bì chả 2 phần nè mọi người. Wow, nhìn cũng hấp dẫn quá ha cả nhà. Đây, có chả nè, có bì nè, có sườn nè. Tụi mình mua phở hương á. Đây là bữa ăn tối của hai vợ chồng mình. Đây là anh ăn một phần, Phương ăn một phần. Còn Ryan thì đang được ba đút ăn cháo bò.
Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo ở bên phải màn hình. Và đừng quên bấm chuông để nhận được video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt ông bà của chú. Dancing with my mommy.